Như đối với hợp tác xã của tôi và tất cả các thành viên ấy, thì chúng tôi luôn làm việc theo phương châm là chia sẻ, kết nối, hợp tác và thành công. Và như đối với hợp tác xã của chúng tôi thì chúng tôi luôn luôn là khi mà chăn nuôi con chuẩn mốc này, chúng tôi luôn thực hiện theo 3 quy. Thứ nhất là quy chuẩn là lựa chọn con chuẩn mốc đạt chuẩn giống, và quy chuẩn nuôi con chuẩn mốc theo chế độ sinh sản, và quy chuẩn chung nuôi con chuẩn mốc theo chế độ thương phẩm. Chào toàn thể bà con đã quay trở lại kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia. Hiện nay thì chăn nuôi động vật hoang dã đang rất là phát triển bởi vì cái hiệu quả kinh tế mà nó đem lại thì rất là tốt. Nó đã giúp cho nhiều bà con nâng cao cái thu nhập cá nhân cũng như là phát triển nền kinh tế trong gia đình. Thì bên cạnh tôi đây là anh Dũng. Với xuất điểm của anh thì với số lượng chăn nuôi rất là ít ỏi thì qua nhiều năm chăn nuôi thì anh đã phát triển thành một cái hợp tác xã với quy mô rất là lớn ạ. Xin chào anh ạ. Anh chào em. Xin chào toàn thể quý bà con và chào kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia. Rất là may mắn và vinh dự là cho hợp tác xã của tôi thì là trong quá trình vừa qua thì là cũng được kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia song hành và cái chia sẻ các cái mô hình chăn nuôi các cái loại động vật hoang dã của hợp tác xã tôi đến tất cả các bà con. Thì là một lần nữa hôm nay thì là kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia thì có qua ghé thăm một mô hình, một trang trại vệ tinh của tôi chăn nuôi con chuồn mốc. Đây là một con chủ lực của hợp tác xã tôi. Hiện tại đây là một mô hình của tôi. Thì là sau thời gian 2 năm, tôi thì trước kia thì là cũng như các rất nhiều quý bà con đã biết thì là tôi đã rất thành công về chăn nuôi con chuồn mốc ở ngoài miền Bắc. Và hôm nay thì nhân tiện có kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia qua ghé thăm thì tôi xin phép chia sẻ về một mô hình của tôi có địa chỉ là tại Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai. Bản thân em cũng như là kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia rất là may mắn khi có cơ hội là trước đây cũng đã được tham quan rất là nhiều cái mô hình trang trại chăn nuôi các dòng động vật hoang dã rất là thành công của anh trên khắp cả nước. Thì thời gian vừa qua kênh cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi về cái con chuồn mốc này. Điển hình như là khi mà mình chăn nuôi con chuồn mốc này thì cái kinh hiệu quả kinh tế nó đem lại có tốt hay không. Thì nhân tiện hôm nay khi em có mặt tại trang trại Đồng Nai của anh thì anh có thể chia sẻ cũng như là giải đáp thắc mắc cho bà con được không ạ? Thì thực sự là anh thì như trước kia ấy, anh cũng như điểm đầu ấy, thì là khi mà anh chăn nuôi con chuồn mốc này lúc đầu thì dường như là cái mô hình mà lúc đầu mà chăn nuôi con chuồn mốc này dường như là chủ yếu là những cái mô hình mà chăn nuôi là nhỏ lẻ thôi, còn những cái trang trại mà kiểu chăn nuôi theo quy mô lớn là dường như ở Việt Nam mình chưa có. Gần như là anh là người đầu tiên, anh là người trẻ tuổi nhất nhưng mà anh lại dám nghĩ dám làm. Và anh như đến thời điểm hiện tại thì là bây giờ thì là như quý rất nhiều quý bà con cũng như là cái nội dung chúng ta đã biết ấy, thì anh đã phát triển được thành một hợp tác xã với gần 60 thành viên trải dài trên khắp cả nước. Và anh em đang đứng đây, hiện tại anh em đang đứng tại một trang trại điển hình của anh ở Đồng Nai. Cái mô hình này của anh thì đã chăn nuôi thí điểm được 2 năm và hiện tại đang rất là thành công. Thì khi mà chăn nuôi con chuồn mốc ấy, thì nó có cái ưu điểm là thứ nhất là nó cái sức đề kháng rất là tốt và dường như là nó không có dịch bệnh. Đấy, và thứ hai nữa là khi mà mình cái ưu điểm thứ hai của nó đấy là cái sinh sản của nó thì là rất là tốt, hiệu quả rất là cao. Và thứ ba khi mình nuôi thương phẩm thì là cái trọng lượng con chuồn mốc này nó cũng cân nặng nó dao động là từ 7-9 cân, cái cân nặng nó hiệu quả hơn rất nhiều so với những cái loại chuồn mốc khác, và cái giá trị thịt thương phẩm nó cũng thơm ngon hơn và là dường như là nó thuộc vào phân khúc là đặc sản và thuộc vào cao cấp. Đấy thì là trong nó có nhiều ưu điểm, thế thì dường như là trong quá trình mà bà con chăn nuôi thì là cái hiệu quả về kinh tế và cái lợi nhuận biên thì nó rất là lớn. Vậy anh Dũng có thể chia sẻ chi tiết hơn cho bà con là khi mà mình chăn nuôi cái con chuồn thương phẩm này thì khi mà mình xuất bán lứa đầu tiên thì cái lợi nhuận mình thu về được bao nhiêu được không ạ? Như đối với hợp tác xã của anh ấy thì là khi mà anh chăn theo chế độ thương phẩm thời gian sẽ có dài là từ 10 đến 12 tháng và anh nuôi theo chế độ thương phẩm thì cái cân nặng bình quân mỗi tháng con chuồn bốc có đạt được nó sẽ dao động là từ 7 cho đến 8 lạng một con trên một tháng. Và trong khi mà anh nuôi chế độ thương phẩm như thế thì khi mà 12 tháng xuất bán đi thì bình quân con chuồn cái trọng lượng sẽ đạt được là từ 7 đến 8 cân trên một con. Và anh tính tất cả các chi phí này, thức ăn này và nhân công và điện nước thì trong cái thời gian mình nuôi thương phẩm ấy, thì bình quân mỗi một con cái chi phí nó sẽ dao động là từ 1,5 triệu cho đến 1,6 triệu một con. Đấy, và hiện tại trong hợp tác xã của anh, cái giá anh đã bao tiêu cho bà con ấy, con chuồn mốc ấy, đang dao động là từ 1,8 triệu đến 2 triệu một cân. Và anh trừ tất cả cái chi phí đi rồi thì bình quân cứ mỗi một lứa thương phẩm một con, trung bình một con em nhé, là anh sẽ thu được trừ tất cả chi phí rồi nó sẽ dao động là từ
12 cho đến 14 triệu trên một con. Thực chất ấy là cái con chuồn mốc này này, tại sao nó lại lợi nhuận biên nó lớn như thế, thì thực ra là rất nhiều bà con đang thắc mắc là tại sao con này nó siêu lợi nhuận như vậy. Thực ra là anh chia sẻ thật, thực sự là nó là siêu lợi nhuận. Tại sao thì nhân tiện đây anh chia sẻ cụ thể hơn. Con chuồn mốc này cái giá trị thì thương phẩm nó rất là cao, nó thực vật cũng cao cấp, và cái thức ăn của nó dường như rất là dân dã, dường như anh nuôi được gần như là theo tự nhiên. Cái thức ăn của nó ở đây chủ yếu là các loại hoa quả, ví dụ như là quả chuối này, quả ổi, quả xoài, quả đu đủ, quả thăng long. Và như bà con ở trong miền Nam ấy, thì dường như nó cái thức ăn chăn nuôi con chồn nó là một cái lợi thế rất là lớn. Ở thức ăn thì cái nguồn hoa quả như thế thì nó rất là phong phú và nó rẻ, nên là dường như ấy, khi mà bà con chăn nuôi ấy, là cái chi phí nó sẽ rất là thấp, và cái giá trị thì thương phẩm một con chồn nó vẫn còn giữ nguyên vẹn. Đấy, dường như là cái giá trị nó khi nó ăn những thức ăn dân dã như thế mà cái chi phí nó thấp như thế rồi, thì dường như là mình trừ tất cả đi rồi thì nó dường như là cái lợi nhuận biên nó rất là lớn. Như hiện nay thì kênh Làm Lầu Cùng Chuyên Gia cũng đang nhận được rất là nhiều câu hỏi từ phía bà con, và bà con cũng đang có chung một thắc mắc là khi mà mình chăn nuôi cái con chồn mốc này thì những bước đầu tiên thì mình có cái khó khăn gì không, thì tiện đây thì anh Dũng có thể chia sẻ từ quý bà con không ạ? Với nhiều năm kinh nghiệm chăn nuôi chuồn mốc này thì là anh cảm nhận thấy là con chuồn mốc này thì dường như là nó, thứ nhất là về bệnh thì dường như là con chuồn mốc nó vẫn có cái gen tự nhiên hoang dã, nên là dường như là cái sức đề kháng rất là tốt, và những cái bệnh về virus lây lan truyền nhiễm nó không có. Nó chủ yếu đây là có một số những cái bệnh cục bộ, ví dụ như là tiêu chảy đấy, thì là cái vấn đề tiêu chảy đây là chủ yếu là bà con là nên phòng ngừa ở khâu thức ăn, mình nên cho thức ăn nó phải là sạch sẽ. Và cái vấn đề thứ hai nó con chuồn mốc này là dường như là cái thức ăn của nó ấy, thì nó ăn chủ yếu các loại hoa quả thôi. Đấy, ví dụ như là quả chuối, quả xoài, đủ thăng long này. Thì dường như là những cái thức ăn như thế thì ở ngoài thị trường rất là nhiều, thậm chí là bà con là có những cái đất nông nghiệp thì có thể là mình chủ động được, nhưng là dường như là cái chi phí thức ăn để chăn nuôi con chuồn mốc này nó cũng rất là thấp. Và cái vấn đề thứ ba rất quan trọng nhất để chăn nuôi con chuồn mốc này đấy là về cái sinh sản ấy. Thì dường như con chuồn mốc này nó sinh sản rất là tốt. Đấy, và khi mình chăn nuôi thương phẩm ấy, thì con chuồn mốc này nó về cái cân nặng của nó đạt rất là tốt so với những cái loại chuồn khác, nên là khi mà bà con nuôi ấy, thì mình xuất bán đi thì thương phẩm dường như là cái lợi nhuận biên nó rất là lớn. Và con chuồn mốc này thì chỉ cần ví dụ như mà thực sự là trong chăn nuôi thì là nó cũng như lúc thời điểm đầu anh cũng có một số những trở ngại, ví dụ như chủ yếu ở đây là do thứ nhất là vấn đề trở ngại thứ nhất ấy, đấy là do cái khâu lựa chọn con giống, là mình không tìm những cái trang trại người ta đủ lớn, đủ uy tín, kỹ thuật ta nhiều, thì cái khâu lựa chọn con giống là quan trọng nhất. Và cái vấn đề thứ hai nữa là mình chăn nuôi con này thì mình chỉ cần lưu ý là phải lưu ý như đối với anh ấy, thì anh đối với trang trại anh thì là bọn anh là chăn nuôi theo chế độ sinh sản khác và chế độ thực phẩm khác, thì đa số bây giờ những bà con mà đang mới chăn nuôi thì thường thường là đang mắc phải cái lỗi rất là nghiêm trọng, đấy là khi mình nuôi sinh sản nhưng mình lại chăn theo chế độ thực phẩm thì dường như là cái hiệu quả về sinh sản nó rất là kém, thì là bà con là cần lưu ý cho anh một số những vấn đề như thế thôi. Vậy thì theo như anh Dũng thì cái tiêu chí nào để mình lựa chọn được một con giống đạt chuẩn ạ? Như đối với hợp tác xã của anh ấy, thì là cái tiêu chí mà để lựa chọn một con chuồn mốc đạt chuẩn giống ấy, thì bọn thứ nhất là bọn anh sàng lọc qua rất nhiều khâu. Thứ nhất là khâu 3 đến khi mà con chuồn mốc nó sinh trưởng lúc 3 tháng là bọn anh sàng lọc một lần, và 5 tháng đến 5 tháng tuổi lúc đấy bọn anh sẽ sàng lọc một lần nữa. Khi những con nào mà đã có những cái tiêu chí mà đến 5 tháng đạt chuẩn rồi thì lúc đấy là bọn anh sẽ tiêm vaccine. Và khi đến giai đoạn mà con chuồn dao động là từ 8 đến 10 tháng thì lúc đấy dường như là con chuồn sống nó chuẩn bị nó lên giống đứa đầu, thì lúc đấy bọn anh sẽ cho ghép đôi đồng loạt tất cả và để cho nó sinh sản lứa đầu tiên. Đấy. Khi mà nó đã sinh sản lứa đầu tiên rồi mà khi mà thấy cái hiệu quả và cũng như là cái nó sinh sản tốt thì lúc đấy bọn anh sẽ giữ lại để tiếp tục nhân đàn, và những con nào mà nó sinh sản kém ấy, thì lúc đấy bọn anh sẽ loại ra và mình nuôi thêm theo chế độ thương phẩm hoặc là bọn anh sẽ xuất bán thương phẩm. Đấy là cái tiêu chí lựa chọn con giống của bên hợp tác xã anh. Như em được nghe anh chia sẻ thì khi mà mình chăn nuôi con cầy với mốc này thì có hai chế độ là chế độ sinh sản và chế độ chăm sóc thương phẩm, thì anh có thể chia sẻ chi tiết hơn cho bà con được không ạ? Như đối với hợp tác xã bọn anh ấy, thì bọn anh là đang hiện tại đang chăn nuôi con chuồn mốc, là bọn anh đang chăn nuôi theo hai chế độ, một là chế độ nuôi sinh sản, hai là chế độ nuôi thương phẩm. Khi mà mình chăn theo chế độ sinh sản ấy, thì là dường như là bọn anh sẽ hãm cái cân nặng của nó lại, và bọn anh cho ăn theo từng chế độ và theo từng lứa tuổi khác nhau. Ví dụ như là chế độ ăn cho ăn sinh sản chẳng hạn, thì bình quân là
Như đối với hợp tác xã của anh ấy, là bọn anh sẽ cho ăn theo 2 khung giờ. Buổi sáng dao động là từ 6 cho đến 8 giờ sáng là bọn anh sẽ cho ăn các loại hoa quả vitamin. Và buổi trưa là bọn anh sẽ cho uống nước. Và buổi chiều là bọn anh sẽ cho cầy ăn cháo, bổ sung thêm một số những chất đạm. Còn ngoài ra ấy, thì là cái biểu ăn của những con mà mình, con chuẩn mốc mà mình chăn nuôi theo chế độ sinh sản ấy, thì nó theo từng giai đoạn lứa tuổi khác nhau. Ví dụ như mà cái giai đoạn mà từ 5 tháng thì bọn anh sẽ chăn theo chế độ khác. Cụ thể như ở đây là buổi sáng bọn anh vẫn cho ăn các loại hoa quả, nhưng mà buổi chiều cái cháo ấy, là bọn anh sẽ thay đổi, bọn anh sẽ bổ sung thêm. Ví dụ như mà 5 tháng tuổi thì là bọn anh ngoài cháo thì bọn anh nấu cùng với cháo gà, cháo cá, cháo thịt, thì bọn anh sẽ bổ sung thêm rau củ quả vào để nấu cùng với cháo. Ví dụ cụ thể như đây là quả bí ngô này, hoặc là củ khoai, hoặc là củ cà rốt, đấy bọn anh sẽ nấu cùng với lại cháo và các chất đạm, ví dụ như là thịt gà hoặc cá để cho nó ăn. Và ngoài ra ấy, và những con chuồn mốc mà đang trong cái giai đoạn mà ghép đôi phối giống thì bọn anh sẽ cho ăn ngoài là cũng loại hoa quả này, cháo, thì bọn anh sẽ bổ sung thêm trong tuần ấy, là sẽ 2 đến 3 ngày bọn anh sẽ bổ sung cho nó ăn thêm quả trứng vịt lộn. Và ngoài ra ấy, thì là cái lượng đạm bọn anh sẽ tăng lên nhiều hơn. Còn những cái con chồn mà đang trong quá trình mà mang bầu hoặc chăm con ấy, thì là cái tinh bột bọn anh sẽ tăng hơn. Ví dụ như là bọn anh nấu cùng với lại những cái nấu cháo thì bọn anh cùng nấu đỗ đấy, hoặc là những tương bọn anh nấu cùng với cháo. Và ngoài ra bọn anh sẽ bổ sung thêm một số những cái chất canxi để trong quá trình mà khi con chồn mốc mẹ nó chăm con ấy, thì là con chồn con nó sẽ không bị còi xương và nó phát triển sẽ rất là tốt. Còn như bọn anh chăn theo chế độ thương phẩm ấy, thì là dường như là như đối với trang trại anh ấy, là bọn anh nói không với cám. Như hợp tác xã của anh thì là những cái đối tác mà đang bao tiêu cho bên anh ấy, thì là toàn những đối tác người ta rất là tiềm năng và người ta ưu tiên hơn, người ta ưu tiên về vấn đề là mình phải khi mình chăn nuôi thuần hóa ở trang trại nhưng mình vẫn phải dường như mình vẫn phải cố gắng để giữ nó được cái chất lượng thịt là vẫn thơm ngon, giống gần như là cũng phải được như con chồn ngoài tự nhiên. Thì là bọn anh ở đây là bọn anh nói không với cám và bọn anh vẫn cho ăn những cái chủ yếu ở đây vẫn là các loại hoa quả của cháo, nhưng mà cái biểu cho ăn ấy là bọn anh cho ăn dày đặc hơn, cái biểu giờ cho ăn ấy là nó sẽ dày đặc hơn và cho ăn theo khi nào con chuồn mốc dường như là nó trong chuồn lúc nào cũng có đồ ăn, thì là cái cân nặng của con chuồn mốc thì nó sẽ phát triển, nó sẽ rất là tốt. Khi mà em được lắng nghe chia sẻ thì em thấy là ở cái hợp tác xã của anh thì cái việc đầu ra cũng khá là dễ dàng, thế mà đối với những cái bà con chăn nuôi, hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thì cái đầu ra nó có khó khăn không anh? Thì anh cũng vừa chia sẻ rất thật với em là trong hợp tác xã của anh hiện tại thì tất cả là đang là gần 60 thành viên. Thì nhưng mà bản thân hợp tác xã của anh là anh vừa chia sẻ rất thật là bên anh là cũng chưa đủ cái số lượng để cung cấp thịt thực phẩm ra ngoài thị trường. Vì cái nhu cầu gần đây ở thị trường Việt Nam mình ấy, từ không phải gần đây đâu mà rất lâu rồi. Những cái nhà hàng khách sạn ấy, thì là cái nhu cầu về tiêu thụ những con đặc sản như này thì nó rất là lớn. Mà dường như là ở ngoài tự nhiên là không còn nhiều, gần như là tuyệt chủng. Nên là dường như là bây giờ những cái trang trại, những một số những quy mô lớn như anh thì dường như ở hợp tác xã anh dường như là rất ít. Chủ yếu là những con chuồn mốc này là đang phân phối ra ngoài thị trường ấy, là chủ yếu là hợp tác xã của anh thôi. Nên là như hàng năm ấy, thì là bọn anh cũng chỉ, hợp tác xã của anh cũng chỉ đủ cung cấp ra ngoài thị trường. Nó đang dao động là từ 10 đến 15%. Nên là chính vì như thế nên là bọn anh là bây giờ bọn anh đang chủ yếu là đang tập trung vào là mình để phát triển này, mở rộng thêm nhiều thành viên nữa. Và thêm nhiều những cơ sở chăn nuôi trên khắp cả nước nữa để làm sao là thứ nhất là mình kịp cung cấp quỹ thịt thương phẩm ra ngoài thị trường và tất cả bà con và cũng như các thành viên trong hợp tác xã anh là mình cùng nhau là phát triển từ mình làm kinh tế từ mô hình từ con chuồn mốc này. Theo như ý em hiểu thì hiện tại thì cái thị trường đầu ra của con cầy với mốc này còn đang rất là rộng mở. Tuy nhiên thì cái con cầy với mốc này không được bày bán tràn lan như con lợn con gà. Thế mà đối với những bà con mà chăn nuôi, hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thì họ phải tìm đầu ra như thế nào ạ? Như câu hỏi của em ấy, thì là cũng là trăn trở của chính bản thân anh và các thành viên trong hợp tác xã của anh trong những thời điểm đầu mới chăn nuôi, và cũng là trăn trở của rất nhiều bà con cũng như là đang mới đầu tư chăn nuôi và đang chuẩn bị chăn nuôi con chuồn mốc này. Thì là như chính vì như thế nên là bọn anh mới cùng bắt tay nhau và thành lập một chuỗi hợp tác xã trên khắp cả nước. Và hiện tại trong chuỗi hợp tác xã của anh đang có chủ chốt là gần 60 thành viên. Để là thứ nhất, tại sao bọn anh thành lập hợp tác xã là chính là vì là khi mà bọn anh thành lập hợp tác xã ấy, nó có rất nhiều những cái ưu thế. Thứ nhất là
Bọn anh sẽ chăn nuôi theo một quy mô lớn hơn và theo một chăn nuôi theo cùng một quy trình, một chế quy trình và chế độ giống nhau. Và khi mình đã chăn nuôi theo đúng một quy trình, một kỹ thuật như nhau và mình thống nhất được thì mình sẽ chăn nuôi những con này, cái giá trị thực phẩm của nó sẽ đảm bảo cái chất lượng về thịt của nó, là mình chăn nuôi tốt thì cái thịt thực phẩm nó sẽ ổn định hơn. Và khi mình cùng bắt tay nhau như thế thì là khi mình xuất bán ấy, thì là cái giá cả của mình là nó sẽ không bị cạnh tranh và mình phát triển nó sẽ tốt hơn. Và trong cái chính vì những cái trăn trở như thế, khi mà bọn anh như thế điểm đầu bọn anh, bây giờ bọn anh đã thành công rồi và rất nhiều những cái đối tác người ta đang bao tiêu cho bọn anh ấy, thì là dường như là bản thân của hợp tác xã của anh cũng chưa đủ để cung cấp ngoài thị trường. Như hiện tại ấy, bên hợp tác xã của bọn anh ấy, đang có những hợp đồng bao tiêu cho bà con có thời hạn là từ 5 năm đến 10 năm. Thì cái giai đoạn mà 5 năm đầu tiên là cái giá mà bên hợp tác xã của anh đang bao tiêu cho bà con ấy, nó đang dao động là từ 1,8 triệu cho đến 2 triệu đồng trên một cân. Như đối với hợp tác xã của tôi và tất cả các thành viên ấy, thì chúng tôi luôn làm việc theo phương châm là chia sẻ, kết nối, hợp tác và thành công. Và như đối với hợp tác xã của chúng tôi thì chúng tôi luôn luôn là khi mà chăn nuôi con chuẩn mốc này, chúng tôi luôn thực hiện theo 3 quy. Thứ nhất là quy chuẩn là lựa chọn con chuẩn mốc đạt chuẩn giống, và quy chuẩn nuôi con chuẩn mốc theo chế độ sinh sản, và quy chuẩn chung nuôi con chuẩn mốc theo chế độ thương phẩm. Em xin cảm ơn những cái chia sẻ rất là hữu ích của anh tới quý bà con trong ngày hôm nay. Em xin chúc anh cũng như là hợp tác xã của anh ngày càng phát triển thành công hơn nữa trong cái lĩnh vực chăn nuôi các dòng động vật hoang dã này ạ. Anh cũng cảm ơn kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia đã qua tham quan và chia sẻ mô hình chăn nuôi con chuẩn mốc của hợp tác xã anh đến tất cả quý bà con.